Hello tất cả mọi người. Mọi người có thể ghé Tân Phú nha. Có một quản lý rất là dễ thương và một đội nhân viên rất là nồng hậu ở đây đón tiếp mọi người. Sáng nay thì đã có mặt ở đó lúc 7 giờ rưỡi sáng rồi và bây giờ Tiên đang trên đường về lại công ty để đi làm tiếp trong ngày thứ 6 ngày hôm nay. Hi mọi người, như mọi người có thấy thì nãy Tiên có sáng giờ Tiên có đi làm ở Tân Phú. Và bây giờ Tiên đã về nhà rồi và bây giờ Tiên sẽ đi có hẹn với lại Shane và Nguyên ở một cái bar rất là Tiên rất là hay đi, đó là chính là Queen. Sao? Sao? What's up? What's up? Ok mọi người, cool. Ok, good morning mọi người. Hôm nay là ngày thứ 7 và hôm qua thì Tiên có đi uống với lại Shane và Nguyên. Thì nhưng mà quên quay lại mất tại vì lúc đó lo nói chuyện quá cho nên quên quay lại. Hôm nay là một ngày rất là full lịch. Tiên phải sáng nay thì Tiên phải đi lên tiệm tại vì hôm nay Her Story có một cái pop-up nhỏ tại chung cư Lý Tự Trọng cho nên Tiên sẽ lên xem là các bạn nhân viên làm việc như thế nào. Sau đó chiều nay thì Tiên lại có một cái event ở Aeon Tân Phú của Unibox thì Tiên phải là hỗ trợ cho các anh chị ở đó cho nên là chiều nay Tiên sẽ tới Tân Phú. Thì để cho có một ngày hôm nay là da khỏe thì Tiên sẽ có một cái bước routine mới mà Tiên muốn giới thiệu cho các bạn. Ba bước đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ rất là hiệu quả trong cái ngày làm việc cực lực như thế này. Đầu tiên thì Tiên sử dụng sản phẩm này của Kiehl's. Thì Kiehl's sản phẩm này thì Tiên đã giới thiệu quá nhiều trên channel rồi. Đây là dòng đến là từ triết thức của Văn Cúc, alcohol free là không phải có cồn cho nên là rất là phù hợp với những cái loại da nhạy cảm như là da của Tiên mình dành cho da thường đến da hơi dầu chút xíu. Thường Tiên hay đụng vô mặt Tiên là rất là dễ đỏ luôn á. Tiếp theo là một cái sản phẩm này. Đây là một cái sản phẩm vitamin C mà dạo này Tiên rất là hay sử dụng để giúp giảm những cái mụn đỏ trên mặt của Tiên. Thì cái sản phẩm dạo này Tiên hay sử dụng là của Wistrand. Đây là một cái hãng Hàn Quốc mà chắc là rất là nhiều các bạn đã biết đến rồi. Thì đây là một cái sản ph�m pure vitamin 21.5%. Thì hầu hết 21.5% này là ascorbic acid. Thì cái thành phần này là giúp cho da chống oxy hóa nè, cũng như là ngăn ngừa lão hóa cho da và đồng thời là làm về sáng da luôn. Sản phẩm này thì vừa nè các bạn thấy không, nó là một cái serum. Thì buổi sáng thì Tiên chỉ skincare đơn giản thôi. Sản phẩm này thì giúp cho da mờ mịn từ bên trong ra bên ngoài, thúc đẩy tuần hoàn máu, đồng thời là làm mờ các vết sẹo lõm trên da. Tiên thì Tiên đang có một cái vết sẹo của mụn đợt vừa rồi mới lên ở đây cho nên là Tiên tăng cường sử dụng sản phẩm này thì nó đã đỡ hơn rất rất là nhiều. Đồng thời thì nó cũng có xe khích lỗ chân lông nữa. Vitamin C thì thật sự rất rất là một cái sản phẩm cực kỳ tốt. Nếu mà nhưng mà các bạn phải nhớ dưỡng chống nắng kỹ giúp Tiên tại vì cái này nó hơi hút ánh sáng mặt trời á mọi người. Nó sẽ không chứa cồn và cũng không chứa paraben luôn cho nên là rất là dịu nhẹ cho làn da của các bạn và không sợ bị nói chung là bị da bị kích ứng hay như thế nào cả. Ok. Và bước cuối cùng hôm nay đó, Tiên chỉ có 3 bước buổi sáng rất là đơn giản vậy thôi. Thì bước cuối cùng là sản phẩm này Tiên cũng đang sử dụng đây là của Amfrom. Đây là một cái sản phẩm water gel, là kem dưỡng dạng gel đến từ nhãn Amfrom của Hàn Quốc. Thì Tiên thường thường Tiên sẽ lấy cái này Tiên scoop ra chút xíu. Đây, dạng khá là đặc. Cái này thì là được chiết xuất từ lá hắc mai ở núi Tây Bắc ở Hàn Quốc đó mọi người. Chung là dưỡng ẩm cho da cả ngày rất là tốt, đồng thời là giảm các vết thâm mụn cũng như là xe khích lỗ chân lông luôn. Thì nó sẽ có dưỡng trắng cho mọi người nữa. Các bạn Việt Nam thì rất thích dưỡng trắng cho nên đây là một cái thành phần mà có thể là các bạn có thể cân nhắc khi mà mua nha. Amfrom thì là một cái nhãn hàng mà Tiên cũng đã biết tới từ rất là lâu rồi và cũng rất là thịnh hành ở bên hàng. Các bạn nhớ là khi trước khi make up thì phải dưỡng da để khi mà make up lên thì nó sẽ ăn phấn hơn cho mọi người. Ok, bây giờ Tiên sẽ
nước cốc và đi lên tiệm nha. Ok, thì Tiên đã tới 26 lựa chọn rồi. Và đây là gian hàng mốt ngày hôm nay. Xin chào, giới thiệu. Dạ. Ủa, xin chào. Julie. Hồi nãy thì Tiên đang ngồi đây và ngồi giới thiệu thì có một bạn đến và mua hàng rất là dễ thương. Áo mới đâu cần trông nha mọi người. Áo mới, mới thiệt, có tin luôn. Mọi người ơi, vlog này lên là chắc chắn là đã drop rồi, cho nên mọi người nhớ lên order nha. Mua nha. Hello mọi người, thì Tiên hiện tại đang có mặt tại Beautybox ở Eon Tân Phú rồi. Và hôm nay là một cái event chào đón Beautybox được 2 tuổi. Và đây là một cái quá trình rất là dài và đã rất là nhiều các bạn trong team đã cố gắng rất là nhiều để Beautybox được như ngày hôm nay. Và Tiên hôm nay sẽ túc trực ở đây đến 9 giờ tối và sẽ đón tiếp rất là nhiều khách hàng. Nhưng mà show rất là đẹp nên mọi người nhớ đến Tân Phú nha. Mọi người, thì Tiên vừa mới từ Tân Phú về rồi và bây giờ Tiên vừa mới thay đồ để tối hôm nay Tiên sẽ có một cái party Halloween. Thì năm nay thì Tiên dress up thành Daisy trong The Great Gatsby và bạn Tiên sẽ dress up thành Gatsby. Cho nên là lát thì nếu mà có những cái tấm hình đẹp thì Tiên sẽ insert vào đây. Tiên rất là ưng cái makeup ngày hôm nay luôn mọi người. Nhưng mà bị cá xui cái là cái này nó là cái vòng Joker mà Tiên không có cái băng đô, cho nên là Tiên kiểu phải kẹp cái này. Mà không có cái kẹp màu đen nữa, kẹp màu cam, trời thất ghê luôn. Nhưng mà ok, bây giờ Tiên sẽ đi và hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha, bye bye. Hello mọi người, thì hôm nay là chủ nhật và giọng Tiên hơi bị khàn tại vì hôm qua Tiên đi chơi rất là vui với các bạn của Tiên và Tiên sẽ để hình ở đây vào ngày tối ngày hôm qua. Thì bây giờ thì Tiên sẽ có một cuộc họp nhỏ nhỏ đối với brand mới là No Control và đã ra mắt rồi, nên là nếu mọi người nào chưa thì hãy lên ở Instagram của No Control để shop nha. Bây giờ Tiên sẽ đi họp đây. Thì mình đã đến cà phê để làm việc. Giới thiệu bên No Control đi em. Áo mới đây. Mọi người ơi, con vé 120.000. Con vé 120.000 mọi người ơi, trần cảnh thế giới luôn mọi người. Bỏ hết bỏ cả buổi chiều ngồi đây luôn mọi người. Các bạn đi học đi làm chỉ cần mang cái túi này đem nha. Không còn cái laptop nữa mọi người thấy không? 120.000 mọi người ơi. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ học và sẽ đi đợi cô hàng khách làm đi ăn tại gia đình. Mọi người tới chỗ ăn vui cho hôm nay Tiên ăn ở một cái quán Trung Hưng đi theo nhìn rất là ngon. Tùng rồi đó. Tiên hình bên nhà mọi người ở đường Mỹ Nhu thì cũng có hai người đây và mọi người rất là thoải mái. Ok, thì Tiên đã về đến nhà rồi và để kết thúc cái night routine ngày hôm nay thì Tiên sẽ sử dụng cái máy Foreo này. Thì đối với những cái sản phẩm của Foreo hiện tại thì Tiên có biết được là có những sản phẩm giả rất là nhiều, cho nên là Tiên khuyên các bạn là hãy lên website chính thức của Foreo để mua hàng, chứ đừng mua ở những cái web sách tay hoặc những web khác thì nó lại không đúng với lại các sản phẩm chính hãng và có thể là nó sẽ bị làm giả, cho nên là Tiên rất là lo lắng về cái việc đó. Cho nên nếu mà mọi người muốn thì hãy sử dụng cái link mà Tiên sẽ insert trong video này nha. Ok, cho nên là hôm nay thì Tiên đã kết thúc cái night routine và cũng như là cái vlog ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video lần này. Enjoy cái vlog lần này.